chân chơi quê mình xứ Nghệ ngày hôm nay. Xin mời tất cả mọi người chúng ta cùng đến với bãi biển Cờ Lò xinh đẹp để cùng tham dự cũng như theo dõi các phần thi. Và chúng ta sẽ cùng đến với nội dung thi đầu tiên trong chân chơi ngày hôm nay. Những món ẩm thực mang hương vị và đậm màu sắc của biển. Những trò chơi mang trong mình tình yêu biển cả của những ngư dân chân chất, hiền lành, trọn đời với biển. Tất cả sẽ được tái hiện trong sân chơi Quê mình xứ Nghệ Cửa Lò, phát sóng vào lúc 20:10 ngày 7/6 trên sóng NTV. Mời quý vị và các bạn đón xem.